Xin chào các bạn nhé. Nay mình nhận được một số thông tin và mình muốn cập nhật cho các bạn. Con này là con Viagogon này. Con này thì lần trước nó bạn tưởng rất là nhiều đấy. Được 2 đồng Viagogon tương đương với 48 đô đấy. Nó đang bắt là mình phải gửi quay vào trong cái trình duyệt của nó để mình được rút cái đồng Viagogon ra. Đó, thì đây nội dung của nó là như thế này. Nó bảo cái tấm tấm ảnh trên này này, nó là cái phone trả tiền của nó. Cô trả tiền của nó rồi đó, thì đây nó vẫn còn cơ hội cho những người chưa thanh toán thì vào thêm 16 giờ nữa từ khi nó đăng cái tin này. Đây nó là 10 giờ 19 chiều à, từ hôm qua. Vậy hết giờ chưa nhỉ? Chưa được 12 tiếng nhá, vẫn còn khoảng tầm 5 tiếng nữa, tầm 5 tiếng nữa thì mình có thể gửi đồng quay vào cái trình duyệt của nó. Trình duyệt của nó đây nhá, để mình check cho bạn xem. Là trước thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn là nhận cái đồng này rồi, nhưng mà bây giờ nó bắt phải xác thực cái ví đấy, phải gửi quay vào để xác thực. Và mình thì mình sẽ không làm đó. Đây thì nó bắt xác thực ví này, đó là xác minh ví. Đây là ví số, ví tiền của mình này. Đó, được 48 đô cơ, nhưng mà nó bắt mình phải gửi một quay vào để xác thực cái ví của nó đấy. Một quay thì nó khoảng tầm hơn 2 đô một chút thôi đó, nhưng mà mình không chơi, mình không đánh bạc canh này đó. Nó bắt nhận tiền của bạn gì đấy, xác thực ví đấy. Nó bắt gửi hai quay đến địa chỉ ví của nó đấy. Mình check lại cho bạn xem. Đó, đây nó có cái thông báo này. À, xác minh địa chỉ ví quay này, xác minh địa chỉ ví quay này đó, nhấn vào xác minh này thì nó bắt mình phải gửi quay vào đây. Đây, gửi mua một quay và gửi đến cái địa chỉ ví này của nó này đó. Nếu mà sau 3 phút bạn nhận được 0,34 Biago này thì ví của bạn là được xác nhận đó, nên là mình không. Đây, một quay đến cái địa chỉ ví này đấy, nhưng mình không có chơi cái con này. Đó là con thứ nhất của mình cần với các bạn. Con thứ hai là con Vela này nữa này. Đó thì đây, con Vela lần trước mình đã giới thiệu các bạn là nhận 200 đồng Vela đấy. Vela đó, nhưng mà hiện tại thì đây nó bắt tối thiểu 500 đồng mới được rút. Và và giá hiện tại của một Vela là 0,05 đô. À, đến sau ngày 10 tháng 11 này sẽ tăng lên 0,07 đô này. Khuyến nghị bạn mua thêm 300 Vela với giá 0,05 đô này, 0,05 đô này. Đấy, trước ngày 10 tháng 11 thì sau này đủ 500 Vela được rút. Đó, 200 Vela thôi, 500 cho rút. Và trước nó bắt mình đến địa chỉ ví chôn, nhưng mà giờ nó bảo nó chuyển sang địa chỉ ví ERC20. Đó thì mình cũng không tham gia luôn. Mình làm free thôi, mình không chơi những con này. Đó là hai con này, mình thấy nó cũng không được hợp lý lắm. Và còn một con nữa, con macro này, và nó đã bảo là hiện tại nó đã cho rút tiền này. Đó, hiện tại nó đã cho rút tiền đây, bạn có thể rút tiền xong ngày 1 tháng 11 nhé. Thì hiện tại nó đã cho rút tiền, nhưng mà nó bắt mình nhập một số thông tin, nó gọi là không không được hay lắm. Đây mình có thể chuyên ra cho các bạn xem, chuyên ra tiếng Việt nha. Đây nó bắt lại nha. Sau đó bạn xuống muốn rút tiền bao nhiêu thì mình có 4.100, mình ấn rút vào đây. Sau đó lại bắt mình nhập nhập cái cây 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 của cái ví macro này, cái cây nào từ từ khóa bí mật đấy đó, nhưng mà mình không nhập nhập chỉ ví ở đây. Và nó bắt mình gửi mật khẩu ví macro, nhưng mà mình thấy là chưa có cái ví nào nó yêu cầu mình phải gửi mã khóa bí mật và cái gửi mật khẩu ví cho nó cả bao giờ cả. Đó thì mình thấy con này nó gọi là 99,99% là scam, nhưng mà trong cái ví của mình nó không có gì cả. Mình mới là ví mà, đâu có gì cả trong đấy đâu. Nếu mà cân nhắc đây, ví của mình nó như này, mình cân nhắc nếu mà không có gì thì mình gửi cho nó chẳng sao cả. Cái ví này mình nghĩ là cái bot này nó scam ví này, tức là nó chạy, tức là nó quảng cáo cho cái ví này nhưng mà nó muốn lấy cái ví này của mọi người đấy. Thì trong ví mình không có gì cả,
Đây, nó có trong cái ví này nó không có nhiều loại tiền đó, nó chỉ có 4 5 loại thôi. Nhưng mà nếu trong ví của bạn có tiền thì bạn không nên gửi cho nó. Còn nếu mà ví của bạn mà không có gì mới nạp ấy thì mình nghĩ gửi cho nó cũng chẳng vấn đề cả. Mình cho nó cái ví chơi thôi. Không có tiền mà. Nhưng mà biết đâu có 0,01% may mắn bạn nhận được 4.100 đồng như kiểu của mình thì sao? Đúng không? 4.100 đồng Maxi của mình thì sao? Cũng không biết đâu được. Nếu mình không ví, không gì ví mới thì mình cứ gửi cho nó thôi. Tí mình sẽ làm lại cái đoạn này. Ok. Đấy, ba cái dự án mà mình thấy nó cũng hơi nạ, nên là mình cập nhật cho các bạn. Toán bắt nít tiền, còn bắt nít tiền, hai con bắt nít tiền, và con này bắt ta gửi gửi mật từ khóa bí mật của ví và mật khẩu ví cho nó đó. Thì ba con này mình thấy là nó cũng rất là buồn cười. Và còn một cái con nữa, con gì nhỉ, mình tìm lại. Thấy mọi người bảo được cửa nam đấy, đợi mình một chút nhé, mình sẽ tìm lại nhanh hơn. Đây, con Durin này. Đấy, thì lần trước mình giới thiệu các bạn là đăng ký và nhận là may mắn rồi đấy, may mắn được quay thưởng đấy. Thì mình thấy là mọi người bảo con này nó được có cái phần cửa nam trong này, mà nó ngẫu nhiên thôi, có thỉnh thoảng là được xuất hiện ngẫu nhiên đấy. Các bạn canh và clan như mình canh mà chưa được clan lần nào, thì các bạn có thể tham khảo xem thêm con này. Và mình có một cái tip tốt ở đây là con Coco Zico này đó bạn. Con này là con tổng hợp các Android ấy, thì nó có một thông báo đây là ngày 20 tháng 12 năm 2020 thì nó sẽ có nick cặp EGG ETH trên Uniswap. Đó thì mọi người tranh thủ làm con này nhé. Đó, mình nhận được 1038 đồng EGG rồi. Đấy, nó tương đương khoảng tầm 31 phẩy 14 đai này. Đai tương đương 1 đô luôn. Đó. Thì nó có nhiều nhiệm vụ đây, mình làm một số rồi, ví dụ nhiệm vụ là mình chưa làm này. Nhưng mà tí mình sẽ làm. Đó, tí mình sẽ làm và mình up cái link giới thiệu này lên cho các bạn nào theo mình cho vui. Và nó còn một cái chỗ này, nó có một cái chương trình đây, win 50 BTC cộng 50 đồng EGG đây. Đó, cái nhiệm vụ này trên Twitter nhé, thì nó chỉ ngẫu nhiên được một người thắng cuộc thôi, và chỉ được một người thắng cuộc thôi. Hiện tại nó đã là 249 người nào rồi này. Đấy, mình cũng có tham gia đây. Thì nó cũng yêu cầu đơn giản là xuất tin này, follow hai này này và tag là người bạn vào comment chỗ này thôi. Đó. Rất là đơn giản. Nhưng mà tỷ lệ thắng cuộc nó gọi là rất là thấp. Đấy, nên tận mùng 6 tháng 11 nó mới kết thúc cái này cơ. Và chỉ có một người chiến thắng duy nhất được chọn thôi. Đấy, ai may mắn được 50 đô cái này. 500 đô này, là 100 đô ấy. Đấy. Nhưng mà biết đâu may mắn rồi. Các bạn cứ làm, và đây là tỷ lệ thắng là 1/200, 0,05%, đúng không? Đó, và mình nghĩ nó sẽ còn tăng nữa, và còn xuống rất là thấp. Đấy, các bạn biết đâu một chọn số người may mắn nào đâu, làm rất là nhanh mà, có khoảng tầm 30 giây là xong thôi mà. Ok. Mình thấy là có rất nhiều thông tin này mình muốn cập nhật cho các bạn. Cảm ơn các bạn.